Lại là mình đây. Hôm nay chúng ta sẽ tô bức tranh về chú thỏ này nhá. Đầu tiên mình sẽ tô màu xanh của lá cửu cà rốt. Tiếp theo mình sẽ tô củ cà rốt màu cam. Bây giờ mình sẽ tô chú thỏ màu hồng. Quần chấm bi mình sẽ tô màu đỏ. Vậy là mình đã tô xong rồi. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.